Hello, xin chào anh em nha. Nay tiếp tục với lại series đi đấu trường đỉnh cao. Rồi gặp hai bạn rồng luôn. Ủa, bạn kia có tăng tốc mà bắn được luôn mới ghê chứ. Ui chết cha rồi, có cái gần trước rồi sau sau đâm. Để mình thử con Phụng Hoàng Băng này mình đâm coi nó có to hay không. Mười ngàn hả? Ui giời ơi, giờ không chết được. Rồi, phong hàng thuật đâu? Đấy.
Mày luôn. Có tên mình cái bạn mình không? Ừ có hả? Chà. Ôi có khiên thánh luôn hả? Căng vậy. À nãy hình như là cái lần thứ hai mình như là còn cái nhất kích thích sát mà mình không bắn luôn. À, bắn mạng kia cũng chưa chắc gì đã chết nữa nè. Mình thấy có khiên nữa à. Khiên này bắn chay của con cái mất rồi. Ôi không chết được. Cái con Phượng Hoàng này đâm vẫn còn yếu, mình chưa có thức tỉnh nó, để ngày mai mình thức tỉnh nó coi, ngày mai mới đủ đá phong ấn. Bữa nay hết đá phong ấn rồi. Ồ Dino không có mang không có mang máu nữa.
Sao mà cái nhất kích tất sát mà giết luôn được một bàn á thì ngon. Rồi lại gặp hai bạn rồng tiếp, mà hai bạn này chuyên 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 đi đấu trường đỉnh cao thì phải. Thấy lúc nào thấy hai đi cũng gặp hai bạn này. Rồng. Trời ơi, đâm 4.500 luôn má ơi. Căng vậy. Ui, 58.000 luôn kìa. Bạn ở dưới bạn cũng không có ép thủ luôn. Ôi nên giảm thương. Ui má ơi, cái giảm thương này nó giảm ghê thiệt chứ. Ngon. Ấy ấy lộn chỗ rồi, mình cứ tưởng bạn ấy nằm ở giữa. Thấy bà rồi. À thì ra là cái thứ hai nó vẫn còn nhất kích tất sát.
Họ giờ mới dùng cái con này lần đầu bởi vì chưa có rành lắm. Rồi mình không đem máu luôn, ghê chứ. Nay thử nghiệm thôi, ngày mai đi rành tí nữa rồi ép theo kiểu khác. Rồi không có tem luôn. Người ta chơi toàn hai rồng không, có mình là chơi hai phụng hoàng băng. Ôi đâm 4.000 luôn hả? Kiểu này bom đâm 4.000, kiểu này đâm chết à. Quay. Sao Dino mới đây mà có ma pháp luôn rồi, ma pháp đâu một trời. Trốn luôn. Dạ đang tăng tốc mà bắn luôn nữa. Trời ơi, không có cái đúng một cái rít một. Mấy bạn xài
mấy bạn không có xài thủ này mà không biết xài cái gì mà sao không không chịu đâm mà đi hút máu. Ôi bạn kia bay tới rồi bay lui chi cho nó mất thời gian vậy trời. Ôi bạn này xài ngủ nguyên lửa à, không xài ngủ nguyên tối hả ta? À mình quên đổi cái ngủ nguyên nữa chứ. Rồi bạn ấy từ đầu lỗ bạn ấy luôn. À, để mình đổi cái ngủ nguyên tối coi, quên nữa. Mới chơi lần đầu ở vậy còn quên tới quên lui tùm lum. Ôi giời ơi, gặp hai hai bạn này thì bó tay rồi. Hai bạn này đâm to mà không có chỗ trốn này, không ghê chứ. Này đi kiếm chỗ trốn. Cái map này mà trống lỏng mà.
rồi ơi, bạn này xài rồng mà sao mà thủ trâu dữ vậy trời. Vậy sao đâm? Xài rồng mà thủ trâu mà cố luôn. Hay quá. Trời ơi má ơi. Chỉ ngay luôn mà bắn. Quái thiệt, xài rồng mà sao mà thủ trâu dữ vậy trời. Rồi bạn đi còn hũ đen bởi vậy chắc đâm cũng không được. Này bắn chơi thôi chứ mấy bạn này mà tăng giới hạn máu lên thì mình cũng không có làm gì được. Nên là mấy bạn ấy full máu rồi. Rồi lại lên hô đen. Cái này có nước bay qua đào thì còn quá may. Mà map này hơi sâu, đào cũng không biết được không.
Rồi không có to luôn. Xuống không được rồi, phải gió xuôi thì còn xuống được, cái này gió ngược không xuống được. À chào qua đây ơi nha. Đi gặp cái tem đó là chỉ có gặp map đào thì còn được, chứ gặp map mà không đào như map đó mà map trống nữa là thôi thua. Rồi quay nhỏ hả, map này không đào luôn. Ý, một bài ngao mất. Ui bạn này cũng nhanh nhẹn luôn. Rồi thì đâm được từ từ chứ. À bắt warrior hả? Ờ có lẽ mình nên đem đem thiên sứ hay hơn là đem cái hoa hồng. Hoa hồng mình đâu có hút máu được đâu, mình không xài được. Rồi gặp bạn trừ cái gì luôn. Hai bạn hình như có thủ hay sao á. Ôi có 2.500.
Úi giời ơi, bạn này có phản chiếu. Trời, không có phản chiếu rồi, xong rồi. Ác quá. Bạn kia rồng có thịnh nộ luôn, bởi vì hồi máu tiêu. Thôi kiếm nhẫn mới đi. Còn giờ cũng chả được gì. Ngày mai chắc mình có cái thức cái nhất kích tức sát lên, chắc đâm to hơn. Nay đâm còn hơi bèo. Thằng rồng này phải chắc phải đâm ba bốn cái gì á, chứ không là bạn ấy có phản chiếu. Úi trời ơi, cũng ghê vậy trời.